video được. Thì một số một trong thời gian qua thì Hưng có quay lại một số cảnh để mà làm kỷ niệm. Thì bây giờ Hưng mời tất cả các bạn và quý cô anh chị xem những cái hoạt động của Hưng trong thời gian cách ly vừa qua nhé. Mai
41% luôn. Xuống tới 1%. Cái này nghiên cứu gì vậy? Đâu rồi Mai, vẽ thử rồi Mai. Cái này đi em đi đấu giá thế giới này. Kiểu nó nhìn có hồn thật sự chứ. Nè. Hồn. Oh no. Hồn. Đó, nhìn có hồn liền. Mà giống con hồn. Không. Đây là các phần quà cho do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng cho mỗi người một phần ha. Đây thôi. Cảm ơn Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Lê Thế Anh. Có bầu thơm ta, có bầu thơm mới được chứ. Thì bà phải con, thì bà phải tao lấy mày. Quan trọng là bầu thơ thôi. Ở Tiền Giang là có bầu thơ. Tiền Giang nghe nói là cách ly gì được. Nguyễn Thị Lan phải không? Lo nữa cái này để Lan rồi, chạy hôm sau nữa về thì tới trả nói là nghe. Đây là chân dung bé tối bữa đó nha các bạn ơi. Đây là anh ca sĩ Hàn Quốc Lê Tuấn Khanh đấu với em Lê Tiểu Huyền đây. Chào mọi người, bạn Khanh. Chào mọi người.